Cây này là hát live nha. Xin gửi tất cả mọi người ca khúc Nguyện Cầu Nơi Xa Xứ, một sáng tác của Thời Sai. Con xin dâng lên Chúa, Chúa ơi, là cho đoàn con đang tha hương nơi xứ người được muốn sự bình an trong vòng tay quan phòng của Chúa. Xin Ngài thương dẫn đưa cho chúng con thoát khỏi hiểm họa. Ý người ta ra chiến dịch muốn bắt bơ, muốn còng tay con. Lạy Chúa, chúng con đây là những người tha hương khó nghèo, vì đồng tiền, vì miếng cơm, vì đồng lương để gửi về quê nhà, mà chúng con phải bôn ba vất vả đêm ngày, chỉ là vì không dây cầm tay, cũng bởi vì không phải người Tây nên chỉ biết một lòng phó mặc trong vòng tay Chúa. Xin Ngài thương du tình cho chúng con luôn được bình an. Cái này là hát live à? Nếu mọi người thấy hay thì cho một bình luận và một like nha. Xin dâng lên Chúa, Chúa ơi, là cho đoàn con đang tha hương luôn nhớ rằng, dù khi gặp gian nan luôn cậy trông kêu cầu tình thương Chúa, tâm hồn luôn khấn ghi mỗi phút giây Chúa ban diệu kỳ. Mong thời gian chiến dịch như cơn gió thoáng thời qua nhanh. Lạy Chúa, chúng con đây là những người tha hương khó nghèo, vì đồng tiền, vì miếng cơm, vì đồng lương để gửi về quê nhà, mà chúng con phải bôn ba vất vả đêm ngày, chỉ là vì không dây cầm tay, cũng bởi vì không phải người Tây nên chỉ biết một lòng phó mặc trong vòng tay Chúa. Ngài thương du tình cho chúng con luôn được bình an.